Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, thông tin quốc tế thu hút sự quan tâm lớn nhất từ hôm qua cho đến nay chính là thảm họa động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.300 người. Tại sao mặt trận động đất này lại thương vong lớn như vậy? Công tác cứu hộ đang được triển khai như thế nào? Với những thông tin bảo hộ công dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được biên tập viên của chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây. Xin kính chào quý vị khán giả! Thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria diễn ra bất ngờ với độ lớn mạnh khiến người dân địa phương bàng hoàng và không kịp phản ứng. Khoảng 4 giờ sáng ngày hôm qua, trận động đất đầu tiên độ lớn 7,8 độ Richter xảy ra ở tỉnh Gaziantep, vùng biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Các dư chấn xảy ra sau đó vài tiếng đồng hồ, trong đó có dư chấn mạnh tới 7,5 độ Richter. Tính đến thời điểm này, đã có ít nhất 100 dư chấn xảy ra. Trận động đất và các dư chấn đã gây ra thương vong vô cùng lớn. Số người thiệt mạng tại cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đến khoảng 11 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam là hơn 4.300 người. Trong đó gần 3.000 người là ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 1.300 người ở Syria, tổng số gần 16.000 người bị thương. Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, con số thương vong có thể cao gấp 8 lần con số được công bố hiện nay. Hiện cả hai nước đã công bố tình trạng khẩn cấp do thảm họa. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm các nạn nhân. Ngay trong sáng nay, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Đỗ Xuân Hải, đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ để cập nhật những thông tin mới sau trận thảm họa động đất. Đại sứ Đỗ Xuân Hải cho biết thảm họa này có tác động vô cùng lớn đối với nền kinh tế và đất nước Thổ Nhĩ Kỳ sau 3 năm bị dịch COVID-19 và giữa cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu. Hiện nay, chỉ riêng cái con số thiệt hại và cơn động đất vừa qua thì cũng đủ nói lên một cái mức độ thiệt hại vô cùng nghiêm trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Và trong cái đống đổ nát, người ta vẫn còn đang tiếp tục tìm kiếm và chắc chắn là con số thiệt hại về người và vật chất nó sẽ tăng lên trong mấy ngày tới. Và chúng ta nhìn vào tình hình hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ trong đầu năm 2023 thì chúng ta có thể thấy là dường như là được mức độ thiệt hại của trận động đất này nó sẽ tăng lên bởi những các yếu tố gọi là cộng hưởng. Thứ nhất là về thời tiết, thì hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ đang bước vào giai đoạn mùa đông băng giá, tuyết rơi rất nhiều nơi và về tình hình tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở hơn 10 tỉnh chịu ảnh hưởng của cơn địa chấn này lại càng trở nên khó khăn. Tình hình kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã có những dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, những khó khăn từ bên ngoài, đặc biệt là từ cuộc chiến Nga-Ukraine cũng như về tình hình thiếu hụt năng lượng ở châu Âu, khiến cho tình hình kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là cái lạm phát phi mã. Tất cả những cái điều đó khiến cho tính chất nghiêm trọng của các trận động đất này tăng lên rất nhiều. Về tình hình bà con người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ Đỗ Xuân Hải đã cho biết công tác bảo hộ công dân đang diễn ra hết sức khẩn trương. Ngay sau khi nhận được tin về trận động đất xảy ra, Đại sứ quán đã lập tức liên hệ với Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cùng các cơ quan, ban ngành tại địa phương nơi mà chịu ảnh hưởng của cơn động đất để nắm bắt tình hình và cũng đã liên hệ với bà con người Việt sinh sống và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay, ở Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 200 người Việt và phần lớn thì nằm rải rác ở các tỉnh và chúng tôi cũng đã nắm được tình hình sơ bộ. Cũng đã có một số bà con người Việt đã chịu thiệt hại, chủ yếu là về vật chất. Hiện nay thì chưa có thông báo cho con số thương vong, nhưng mà nhà cửa, đồ đạc thì đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn động đất này. Chúng tôi đang tiếp tục nắm bắt tình hình cụ thể và bám sát vào tình hình xảy ra ở địa bàn để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời cho bà con. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ cử cán bộ xuống một số tỉnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn địa chấn này để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời. Đối với cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, thì trận động đất hôm qua là thảm họa khủng khiếp nhất trong nhiều thập kỷ. Nhưng rõ ràng, con số thương vong đến thời điểm này tại Thổ Nhĩ Kỳ là cao hơn. Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở một trong những khu vực có hoạt động địa chấn diễn ra mạnh nhất trên thế giới. 25 năm qua, quốc gia này đã từng chứng kiến những lần xảy ra động đất ở độ lớn 7,0 độ Richter trở lên. Tuy nhiên, sức phá hủy của thảm họa sáng sớm ngày hôm qua khiến nhiều người phải sửng sốt. Các chuyên gia đã chỉ ra 4 nguyên nhân dẫn tới con số thương vong cao như vậy. Trận động đất thứ nhất xảy ra ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có độ lớn 7,8 độ Richter được phân loại là lớn theo thang động đất.
đây là trận động đất mạnh nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1939, tức gần 90 năm. Tâm chấn của động đất khá nông, khoảng 23 km phía đông Nunazi, tỉnh Gaziantep. Thế giới đã chứng kiến nhiều trận động đất mạnh hơn trong 10 đến 20 năm qua, nhưng những trận động đất có độ lớn gần 8 độ Richter thường không xảy ra tại các điểm đứt gãy nông. Chúng đặc biệt nguy hiểm nếu tâm chấn gần khu vực đông dân cư. Điều không may xảy ra, trận động đất lần này xảy ra ở chính tại một khu vực đông dân cư tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nước láng giềng, trong đó có khu vực Tây Bắc Syria là một trong những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở một trong những khu vực nơi có hoạt động địa chấn diễn ra mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, trận động đất lần này xảy ra ở phía bên kia của đất nước, dọc theo đường đứt gãy đông Anatolia. Đường đứt gãy này gần đây tương đối yên tĩnh, và nơi đây đã không xảy ra trận động đất có độ lớn 7,0 độ Richter trong hơn 2 thế kỷ. Vì vậy, có thể mọi người đã không thực sự chú tâm đến sự nguy hiểm của động đất. Trận động đất thứ nhất xảy ra vào khoảng 4 giờ 17 phút sáng, thời gian người dân đang chìm trong giấc ngủ. Điều này đã khiến nhiều người dân không có sự phòng bị hay ứng phó kịp thời và bị mắc kẹt trong những ngôi nhà sập, khiến tình trạng cứu hộ gặp khó khăn và con số thương vong không ngừng tăng. Các chuyên gia nhận định việc xây dựng các tòa nhà có kết cấu không thực sự phù hợp với một khu vực dễ xảy ra động đất như Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nguyên nhân dẫn đến số thương vong cao. Những tòa nhà này thường được xây bằng gạch, không có cốt thép và khó chống chọi với rung lắc mạnh. Đói, rét, hoảng loạn và lo sợ cho an nguy của người thân chính là tình cảnh của hàng trăm nghìn người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria lúc này. Các nhân chứng cho hay nhiều gia đình không còn ai sống sót, trong khi những người may mắn giữ được mạng sống thì phải chật vật tìm nơi lánh nạn và tránh rét. Thay vì bình minh, thứ đánh thức người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là những cơn rung lắc của động đất. Có những người may mắn sống sót nhưng họ lại phải đối mặt với cái lạnh giá của đêm đông. Ông Ohan Sahin, cư dân Karamanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nhà cửa hư hết, giờ không vào được trong, từ sáng chưa ăn gì, mấy đứa con tôi đói lắm rồi, cầu trời phù hộ cho tất cả mọi người. Bà Fadime, cư dân Karamanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chúng tôi sẽ ở đây cho đến sáng, lạnh cóng, ướt sũng. Chúng tôi không có nơi nào để đi, không có chỗ ở. Nhiều ngôi nhà trong chớp mắt đã thành đống đổ nát. Và dưới hàng tấn gạch đá vỡ vụn, đó là gia đình và bạn bè của rất nhiều người. Có ai không? Có ai không? Giúp tôi, cứu với. Hãy nói to lên. Ông Danis, cư dân Hantay, Thổ Nhĩ Kỳ đang nói trong đau đớn. Chúng tôi nghe thấy họ, họ đang kêu cứu, họ yêu cầu được giải cứu. Chúng tôi không thể giải cứu họ, làm sao cứu họ được cơ chứ? Không có ai đến từ sáng nay, không ai cả. Hãy nhìn xung quanh, hãy nhìn xem. Chị Senet Inan, một cư dân Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ nói, người thân của chúng tôi đã chết, cháu gái tôi cũng chết, con bé mới 17 tuổi. Chị dâu tôi đang mắc kẹt dưới đống đổ nát với ba đứa con. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi, có dư chấn, không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Còn ông Ahmed Budak, một cư dân Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ, cũng cho biết cháu trai tôi đang ở dưới đống đổ nát cùng vợ con. Chúng tôi đang chờ tin từ họ. Rất nhiều người dân đã hỗ trợ lực lượng cứu hộ bới đống đổ nát bằng tay, xẻng và cưa máy để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Nhưng vì diện tích tàn phá của động đất rất rộng, nên có những nơi lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được. Hàng trăm đứa trẻ trở thành mồ côi, hàng ngàn gia đình thiếu mất đi vợ hoặc chồng. Nhưng không có từ nào để tả nỗi đau của những cha mẹ mất đi đứa con của họ. Thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria gây ra những thiệt hại chưa thể đong đếm được một cách đầy đủ. Tuy nhiên, với những nỗ lực vượt bậc của những người tham gia cứu hộ, cũng như của cả chính bản năng sống mãnh liệt của các nạn nhân, những điều kỳ diệu đã xảy ra. Một nhân viên cứu hộ nói với người phụ nữ đang bị chôn vùi trong đống đổ nát. Chị mặc đồ màu gì? Màu hồng phải không? Giữ sức nhé, tôi không nhìn thấy gì cả. Những nỗ lực kiên trì giữ liên hệ giữa các nạn nhân đang nằm kẹt dưới đống đổ nát ở thành phố Malatya, Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng cứu hộ đã thu được kết quả diệu kỳ. Hai trẻ em ở thành phố Malamararas ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được cứu sống. Các em không có dấu hiệu nào là bị thương cả. Cô bé 18 tháng tuổi Rahat Ismail ở Rakhat, thành phố Aja, Syria cũng được cứu sống từ dưới đống đổ nát của nhà mình. Nhưng hầu hết người thân của bé đã thiệt mạng, trong đó có cả người mẹ đang mang thai và hai anh chị em của bé.
gia đình bé Ismail vốn là di dân trong cuộc chiến ở Syria, họ đã chạy thoát khỏi xung đột nhưng đã không thoát khỏi được thiên tai. Và vẫn còn những câu chuyện cứu sống thần kỳ khác đã xảy ra ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà chức trách tại hai quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, báo động cấp 4 đã được phát đi kèm với lời kêu gọi quốc tế hỗ trợ. Đáp lại lời kêu gọi này, Iran đã có máy bay mang theo 45 tấn đồ cứu trợ hạ cánh xuống thủ đô Syria sáng sớm nay. Nga cũng đã sẵn sàng máy bay chở nhân viên cứu hộ và thiết bị lên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Lực lượng Nga đã có mặt tại Syria cũng đã tham gia ngay vào công tác cứu hộ tại hiện trường. Israel, Liên minh châu Âu cũng đã sẵn sàng đồ cứu trợ, lực lượng cứu hộ để cử đến các nơi hiện trường động đất. Các đoàn cứu hộ từ Hà Lan, Romania cũng đã lên đường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của tin mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ kênh tin mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của tin mới.